Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Rất vui được gặp lại các anh các chị trong buổi báo giá tổng hợp tối hôm nay trên trang fanpage ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương, như cũng như trang Luxury Car Hải Dương có địa chỉ là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình. Các bác, các anh, các chị đang có nhu cầu tham khảo quan tâm chiếc xe nào, xin vui lòng liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Nếu có thời gian thì em kính mời tất cả các anh các chị ghé về trực tiếp showroom của em để có thể ngắm và tham khảo những cái mẫu xe. Chất lượng xe bên em bán ra thì có văn bản cam kết xe không tai nạn, xe không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ banh nếu các anh các chị các bác có nhu cầu. Hôm nay thì em về thêm một chiếc xe Vios GE số sàn bản đủ 2020, màu đen, xe mới đi hơn 2 vạn. Và thêm một chiếc xe Toyota Camry 2016 bản 2.5Q cũng vừa có mặt tại cửa hàng. Em đang trên đường về một chiếc xe Hyundai Tucson nhập khẩu màu nâu. Một chiếc Hyundai Tucson nhập khẩu màu nâu đồng 2016 cũng đang trên đường về. Và em đã có Tucson bản 1.6 Turbo màu nâu cũng đang có mặt tại cửa hàng nhé. Anh Mạnh Việt ơi, i10 thì hiện tại bên em lại chưa có hàng. Cảm ơn anh Phạm Đức Duy. Em cảm ơn anh Hùng Thợ Xây, em chào anh Nguyễn Việt, em chào anh Phạm Tuân, chào anh Đức Trinh nhá, em chào anh Đàm Bảo Anh. Cảm ơn tất cả các anh, các chị, các bác đang quan tâm và xin vui lòng ấn nút đăng ký theo dõi để có thể cập nhật nhiều mẫu xe hơn nữa và ấn nút chia sẻ ủng hộ giúp em Hiền Kim. Em cảm ơn anh chị Bích Thủy. Anh ơi, tầm 400 số tự động em có một chiếc Kia Rio này nhập khẩu này, giá chỉ có 348 triệu thôi, anh giữ máy em sẽ quay luôn ạ. Chào anh Nguyễn Êm. Các bác, các anh, các chị vào xem chia sẻ giúp em Hiền Kim nhé. Hôm nay em có Camry này, Camry 2016 bản 2.5Q đã có mặt tại cửa hàng này. Em có Vios 2020, xe mới đi có hơn 2 vạn cũng đã có mặt tại cửa hàng rồi ạ. Rất là nhiều các mẫu xe đẹp mà ngày hôm nay đây. Chiếc Hyundai Accent màu đỏ thì em đã nhận cọc về Hải Dương. Chiếc Hyundai Accent màu đen này thì hôm nay em cũng đã nhận cọc về Hưng Yên. Nên là một chiếc màu đen, một chiếc màu đỏ ngày 2... Chiếc này thì hôm nay em đã bán rồi. Hiện tại thì em đang còn màu trắng nữa. Em chào anh Nguyễn Nhật, anh em chào anh Tô Bách Điệp. Hiện tại dòng Vios em đang có 4 chiếc đen này, bạc này, vàng cát này, trắng này, đủ các màu sắc để anh chị có thể lựa chọn cho mình. Nhớ ấn nút đăng ký chia sẻ giúp em nhé. Em chào anh Hoa Lan, anh Tuấn. Cảm ơn anh Trần Thắng ạ. Chiếc xe đầu tiên mới về chiều ngày hôm nay em xin giới thiệu để các anh các chị tham khảo là một chiếc xe Toyota Vios. Anh Sơn Nguyễn Anh ơi, không phải là em không trả lời mà chiều hôm nay em bận quá nên là chưa check tin nhắn của anh được, bởi vì khách hôm nay khá là đông. Anh có thể gọi đến số hotline của em được không? 0978 607 555. Nhà em vẫn có người trực máy thì sẽ tư vấn đầy đủ cho anh là về đổi xe từ chiếc Altis sang chiếc Camry anh nhé. CRV bản G em chưa có anh ạ. Tucson em có 2018 anh ạ. 2021 thì em lại bán rồi. CDX 2010 thì đời thấp quá bên em lại không có. Em chào anh Vũ Ngọc Tuyên. Cả nhà chia sẻ giúp em Hiền Kim nhá. Chiếc xe đầu tiên em xin gửi tới để các anh các chị các bác cùng theo dõi là một chiếc xe Toyota Vios số sàn form mới 2020. Xe đi hơn 2 vạn. Em đang chào bán tại cửa hàng có giá là 448 triệu. Đây ạ, các bác, các anh, các chị cùng quan tâm tham khảo giúp em ạ. 448 triệu, chiếc xe Toyota Vios 2020. Rất là đẹp luôn, chiếc xe này về em chỉ có mỗi dọn qua nội thất thôi. Không phải động chạm, không mất 1.000 tiền sơn nào cả. Sơn zin còn gần như cả xe. Sơn vỏ nội thất như mới. Nội thất màu đen này. Xe đi hơn 2 vạn nhá, chính chủ một chủ từ đầu. Lốp còn zin theo xe, lốp sơ cua chưa dùng tới. Bao lỗi 100% cho các anh các chị ạ. Các bác quan tâm Camry giữ máy giúp em. Bao lỗi 100% luôn nhá. Các anh các chị mang ra hãng thuê thợ test kiểm tra thoải mái. Xe đẹp, xe chuẩn, bao zin không một lỗi gì. Đầu đít zin, không tai nạn vào đầu răng sắt xi, túi khí, không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy, không phạt nguội, không nợ phí đường bộ. Để các anh các chị có thể theo dõi và nếu ưng mẫu xe nào
Nhiều khi nhắn tin mà em check hơi chậm thì anh chị có thể gọi trực tiếp hoặc nhắn cho em một tin qua bằng số điện thoại trực tiếp ạ, 0978607555. Tại vì đợt này Facebook nó đang bóp tương tác rất là nhiều ấy, nên là có thể nhiều lúc em không nhìn thấy comment hay là nhìn thấy tin nhắn của anh chị đâu. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Toyota Vios số sàn 1.5, form mới bản 7 túi khí 2020. Xe mới đi có hơn 2 vạn thôi ạ. Em đang chào bán tại showroom là 448 triệu, có trách nhiệm rút hồ sơ và hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe cho anh các chị các bác có nhu cầu tham khảo. Và sang ở phía sau này, một chiếc xe Camry mới về đấy ạ. Các bác hỏi em là Toyota Camry thì rất là tình cờ mà thực sự là chiều hôm nay mua được một chiếc Camry này bản 2.5Q 2016, rất là đẹp. Xe mới đi có 4 vạn thôi ạ. Lốp lắp còn zin theo xe hết. Nội thất nguyên bản ạ. Anh ơi, Cerato hơn 300 thì em không có, em chỉ có một chiếc Kia Rio nhập khẩu là 350 triệu thì anh giữ máy em sẽ quay luôn nhé. Như chiếc xe này đây là Toyota Camry bản 2.5Q. Các anh các chị các bác đang tham khảo Camry thì giữ máy luôn giúp em Hiền Kim này. 2.5Q sản xuất 2016, xe chạy 4 vạn, lốp còn zin theo xe hết, nội thất nguyên bản, lốp sợi cua chưa dùng. Em đang chào bán là 835 triệu cho các bác, các anh, các chị đang tham khảo quan tâm chiếc xe Camry. Dòng xe này là phân khúc hạng D đẳng cấp đấy ạ. Phân khúc hạng D đẳng cấp cùng với hệ thờ, cùng phân khúc với Mazda 6 này, Kia Optima này, rồi Sonata. Thì chiếc Camry này được đánh giá là một trong những cái dòng xe và rất là được sự ưa chuộng luôn, rất là đẹp luôn ạ. Tucson màu đen em có, màu vàng cát em có, các anh các chị giữ máy. 2.5Q ạ. Dòng này thì chạy rất là đầm, rất là chắc, option thì miên man luôn ạ. Nội thất da rất là mới nhá, chiếc xe này rất là mới luôn, xe mới đi có 4 vạn thôi cả nhà mình ạ. À, các anh các chị cùng ngắm và cùng tham khảo chiếc Camry. Đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài. Xe chạy hơn 4 vạn. Em cũng đã có video rồi hình ảnh chi tiết của chiếc Camry này ở trên kênh, thì các anh các chị các bác có thể vào tham khảo trên trang fanpage cũng như trang YouTube của bên em nhé. Em cảm ơn anh Hạnh Sùng, cảm ơn anh Huy Là Anh, các bác anh các chị chia sẻ giúp em với ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Toyota Camry. Đây, bác nào đang quan tâm Camry bản 2.5Q, trong những cái dòng xe cùng phân khúc cả 2.0e này, rồi 2.0G này, 2.4G này, 2.5G này, 2.5Q này, 3.0, 3.5. Thì cái phiên bản mà 2.5Q là cái phiên bản rất được nhiều người lựa chọn, bởi vì đây là cái phiên bản mà đầy đủ option nhất. Và thứ hai nữa là cái tầm khoang của nó, tầm trung của nó, nên là xe nó rất là đầm, rất là chắc, form dáng rất là đẹp. Nói chung kể là đời 2010-08 thì chiếc Camry nó vẫn là đẳng cấp luôn. Chiếc xe này là bản 2.5Q 2016, xe chạy 4 vạn, em đang chào bán tại showroom là 835 triệu. Các bác, các anh, các chị có nhu cầu tham khảo quan tâm chiếc Camry này, xin vui lòng gọi trực tiếp đến số hotline của bên em là 0978 607 555. Nếu có thời gian thì anh chị ghé về showroom là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Đây là phiên bản 2.5Q nhé, 835 triệu cả nhà mình ạ. Đây, em sẽ quay lại một lần nữa xung quanh chiếc xe Camry này, về ngoại thất, nội thất để anh chị có thể cùng ngắm được kỹ hơn. Nếu mà cần chi tiết thì cứ nhắn tin cho bên em qua Zalo ạ. Em sẽ gửi full hình ảnh, video chi tiết, giấy tờ. Xe em cam kết với anh các chị là đầu đít nguyên zin này, không có tai nạn đâm vào đầu, vào răng, sắt chi, túi khí,
không có ngập nước, không có thủy kích, không có bổ máy, không có tranh chấp. Và Sơn Si thì 2016 thì chắc chắn là cũng có xước sát, người ta có bắn tỉa theo thời gian rồi. Còn không thể là nguyên zin 100% đâu ạ. Rất là đẹp cho chiếc Camry này. Cả nhà cùng ngắm giúp em Hiền Kim nhé. Em đang chào bán là 835 triệu có thương lượng ạ. Các anh các chị yêu thích chiếc Camry này á, giá em đã nói rồi là vẫn còn thương lượng. Thì các anh các chị nhấc điện thoại lên, bởi vì bây giờ em like anh chị mặc cả giá thì em cũng không biết chốt như thế nào. Nhưng mà với chiếc Camry này em vẫn có thể bớt thêm được một chút nữa để anh chị có thể về làm biển, làm thuế. Và xe thì nó rất là đẹp, bao zin cho các anh các chị cứ đi test ra hãng kiểm tra thoải mái luôn ạ. Chiếc xe này lên mặt ga lăng, lên đèn rất là đẹp luôn. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Toyota Camry bản 2.5Q, sản xuất 2016, xe chạy 4 vạn, lốp còn zin theo xe cả dàn, lốp sơ cua thì chưa dùng tới. Em đang chào bán chiếc xe này là 835 triệu bản 2.5Q. 2.5Q 835 triệu có thương lượng các anh các chị nhé. Rất là nhiều các anh các chị hỏi em là xem Hyundai Tucson thì em có đây ạ. Các bác quan tâm Hyundai Tucson. Máy dầu 7 chỗ thì hôm nay em chỉ còn một chiếc xe Fortuner. Nhưng mà để em kiểm tra xem chiếc xe đấy là các khách đã cọc chưa, hình như là cọc rồi hay sao ấy. Em cảm ơn anh Quang Hữu Đô, cảm ơn anh Hoàng Hà, cảm ơn anh Trân Ngọc Quang. Anh Trân Ngọc Quang quan tâm chiếc Camry thì anh cứ gọi điện đến số hotline của bên em Hiền Kim nhé, 0978 607 555. Giá xe thì vẫn có thể thương lượng thêm cho anh một chút nữa anh ạ. Các bác vừa hỏi em là có chiếc Hyundai Tucson nào không? Thì Hyundai Tucson em có đây này. Các bác, anh, các chị quan tâm dòng xe Hyundai Tucson thì em đang có chiếc xe này là bản 1.6 Turbo. Cả nhà giữ máy giúp em một chút ạ. Đây ạ, chiếc Hyundai Tucson này là 2018 bản 1.6 Turbo các bác nhé. Bản full kịch cũng là phiên bản đắt tiền nhất đây. Máy xăng, 5 chỗ ngồi. Để em kiểm tra chiếc xe này chạy bao nhiêu vạn, tự nhiên này không nhớ. Xe chạy hơn 4 vạn, 2018 bản 1.6 Turbo. Hệ thống đèn bi đôi đầy đủ này. Hệ thống rửa đèn pha tự động này. Cảm biến vòng quanh xe này, cốp điện này. Cân bằng điện tử này, phanh điện tử này, hỗ trợ độ đèo ngang dốc này, chế độ auto hau này. Đấy, các bác cùng ngắm giúp em Hiền Kim chiếc xe Hyundai Tucson bản 1.6 Turbo. Lốp còn zin theo xe, lốp sơ cua còn chưa dùng, rất là đẹp luôn ạ. Chiếc Tucson bản 1.6 Turbo này rất là đẹp nhá. Em đang chào bán chiếc xe này để các anh các chị tham khảo. Có giá là 818 triệu. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh đầy đủ hết. Không biết mọi người nhìn có được rõ không ạ? Các anh các chị nhìn video em Hiền Kim quay có được rõ không? Có bị lát mạng không cả nhà? Ok giúp em với ạ. Các anh các chị nhìn hình ảnh có được rõ không cả nhà mình? Đây. Nội thất chiếc Hyundai Tucson đây ạ. Chế độ auto hau này, phanh điện tử đầy đủ này, màn hình theo xe này, cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Rất là nhiều các option nhé, bởi vì là bản này thì nó không thiếu một chức năng gì cả. Tất cả option đủ theo đầy đủ cho một chiếc Hyundai Tucson luôn. Không có một thiếu một cái gì luôn á. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Hyundai Tucson bản 1.6 Turbo 2018, xe chạy hơn 4 vạn. Bên em đang chào bán để các anh các chị tham khảo, có giá tại showroom là 818 triệu, có trách nhiệm rút hồ sơ, hỗ trợ banh nếu các anh các chị yêu cầu.
Em cảm ơn anh Quang Hữu Đô nhé, cảm ơn anh Trương Hùng, anh Quân Huệ. Vừa các bác hỏi em là có chiếc xe nào mà tầm xe hơn 300 triệu số tự động không? Thì hơn 300 triệu số tự động thì cả nhà mình cùng ngắm giúp em chiếc Kia Rio này. Em cảm ơn anh Đinh Nhật nha, cảm ơn anh Kho Sĩ Phương Linh, anh Vũ Ngọc Tuyên. Tại vì em sợ là mạng nó chập chờn, anh chị không xem được. Nên là nếu mà các chị nhìn vẫn hình ảnh vẫn rõ, ok thì anh chị để lại giúp em tin nhắn là hình ảnh nét hoặc là chấm cho em một tin nhá. Thì em mới nhìn thấy, anh chị vẫn còn nhìn thấy bài like của em. Một chiếc xe nhập khẩu giá chỉ có 348 triệu. Em kính mời tất cả các chị cùng theo dõi này. Nhỏ nhỏ xinh xinh, chiếc xe này là phân khúc hạng B, Kia Rio bản đủ 1.4, sản xuất cuối 2012, đăng ký 2013, một chủ từ đầu, chạy gần 7 vạn. Em đang chào bán là 348 triệu. Chiếc xe này chạy hơn 6 vạn, gần 7 vạn rồi ạ. 348 triệu. Cả nhà cùng tham khảo giúp em. Không đẹp thì không lấy tiền ạ. Xe bao lỗi luôn cho các anh các chị. Chiếc xe này là 1.4 bản đủ ạ. Cửa sổ trời đầy đủ này, đề nổ thông minh này, nội thất ghế da này, điều hòa tự động này, tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng này. Một chiếc xe Kia Rio nhập khẩu hatchback 1.4 bản đủ nhá. La răng hợp kim, cửa sổ trời đầy đủ hết. Em đang chào bán chiếc xe này là 348 triệu. 22 thì em không làm banh được nữa rồi, chỉ có mua tiền mặt thôi ạ. Một chiếc xe hơn 300 triệu số tự động dành cho các bác anh các chị có nhu cầu tham khảo tại showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương ạ. Fortuner máy dầu em còn một chiếc 2016, nhưng mà anh đợi em một chút nhé, bởi vì để em xem kế toán em hôm nay đã nhận cọc chiếc xe đấy chưa. Em cảm ơn anh Huân Nguyễn Văn. Thêm một chiếc xe 7 chỗ nữa đây ạ. Các anh các chị các bác còn giữ máy không ạ? Thêm một chiếc xe 7 chỗ nữa. Cả nhà chia sẻ giúp em nha. Các bác anh các chị chia sẻ giúp em hình kim. Một chiếc xe 7 chỗ nữa đến từ thương hiệu Nhật Bản là một chiếc xe Mitsubishi Outlander. Đây ạ. Các bác quan tâm chiếc xe Mitsubishi Outlander 7 chỗ ngồi 685 triệu thì chúng ta cùng ngắm qua chiếc xe này giúp em Hiền Kim ạ. $685 triệu cho chiếc xe 7 chỗ ngồi đấy ạ. Một chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 số tự động 7 chỗ ngồi. Bên em đang chào bán chiếc xe này là 685 triệu. Các chị cùng tham khảo và cùng ngắm giúp em. Em cảm ơn anh Nguyễn Minh Trai nha. Đây ạ, 685 triệu. Cho chiếc xe Mitsubishi Outlander. Bản 2.0, 7 chỗ ngồi số tự động. Chiếc xe này thì đã có màn hình Android đầy đủ rồi, nội thất ghế da, lại có đề nổ thông minh nữa. Cái dòng xe 7 chỗ này thì em thấy nó form dáng nó rất là đẹp và tầm tiền nó cũng rất là hợp lý. Cái khoang ngồi của xe này cũng khá là rộng rãi, nên là anh chị thử cân đối, bởi vì một chiếc xe đời cao mà giá thành hơn 600 triệu
mà được sở hữu một chiếc xe 7 chỗ số tự động đến từ thương hiệu của Nhật Bản thì chúng ta cứ cân đối nhé. Với chiếc xe này thì nếu các anh các chị cần hỗ trợ vốn qua ngân hàng thì bên em sẽ hỗ trợ banh từ tầm 50-70%. Em cảm ơn anh Phạm Văn Quang, chào Nguyễn Hưng nhé. Các anh các chị chia sẻ giúp em Huyền Kim ạ. Mấy hôm nay Facebook bóp tương tác rất là nhiều nên là em cũng có nhờ anh chị chia sẻ giúp em. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Mitsubishi Outlander. Chiếc xe này bên em đang chào bán tại showroom để các anh các chị tham khảo, có giá tại cửa hàng là 685 triệu, có trách nhiệm rút hồ sơ và hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Sang ở phía sau này các bác nào vừa hỏi em Kia Cerato đây ạ. Chiếc xe Kia Cerato đây nhá. Lấy cho em cái máy hotline em chia sẻ bài đi. Đây ạ, một chiếc xe Kia Cerato đây ạ. Chiếc xe này 2016 số tự động này, 1.6. Đấy, xe mới đi có hơn 5 vạn thôi. Màu màu đen. Chiếc xe này chạy hơn 5 vạn màu đen ạ. Rất rất là đẹp luôn. Để các anh các chị cùng ngắm ạ. 1.6 2016 dòng xe phân khúc hạng C. Chiếc xe này đi hơn 5 vạn, lốp còn zin theo xe cả dàn đầy đủ. Em đang chào bán là 495 triệu các bác nhé. 495 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ. Accent tầm 400 à anh? Accent tầm 400 ấy. Thì em có một con số sàn 2019. Sáng ngày mai em về em sẽ quay được không ạ? Bởi vì là Accent tầm 400 thì hiện tại bây giờ em chỉ còn số sàn 2019 thôi. Thì chiếc xe đấy là màu trắng, sáng ngày mai mới về tại cửa hàng. Đây là chiếc Kia Cerato này. Hiện tại Cerato thì em đang có màu trắng, màu đen, màu vàng cát, 3 màu. Nên là anh chị cứ ngắm xem là mình hợp phong thủy màu nào nhá. Đây, nội thất sơn vỏ như mới luôn. Chiếc xe này thì rất là đẹp. Xe mới đi có hơn 5 vạn thôi. Màn hình Android đầy đủ, ghế điện, ghế nhớ, cửa sổ chơi. Và chiếc xe Kia Cerato này bên em đang chào bán tại showroom 495 triệu cho các anh các chị các bác cùng tham khảo. Các bác vừa hỏi em là cùng quan tâm chiếc xe bán tải. Accent màu trắng em có anh ạ. Đây, anh Hùng QB à, các anh Hùng Quảng Bình đúng không? Các anh các chị hỏi là muốn tham khảo qua chiếc xe Ford Ranger Winchester đây ạ. Chiếc xe này là bản 3.2, 2 cầu số tự động máy dầu, xe nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất 2016. Các anh các chị cùng theo dõi luôn giúp em. Em đang chào bán tại showroom có giá là 720 triệu. 2 cầu số tự động, xe chạy 8 vạn, biển 14 Quảng Ninh. Bên em đang chào bán là 720 triệu các bác nhé. Đẹp từ trong ra ngoài ạ. Nội thất là da nỉ kết hợp đầy đủ. Xe mới đi có 8 vạn. Chiếc xe này là biển 14 Quảng Ninh, bản này là bản 2 cầu, xe nhập máy dầu. Dòng này thì cũng là bản phiên bản Ford Ranger đắt tiền, trừ cái RAV4 thôi, chứ còn đây là cái phiên bản đắt tiền của dòng ấy rồi. Anh ơi, chiếc xe này á, 2016 nhưng xe chủ còn đi rất là dữ anh ạ.
Innova thì em vẫn chưa có anh Tuấn nhá. Accent số tự động thì em đang còn màu trắng được không anh? Hôm nay màu đen màu đỏ thì khách lại nhận rồi, nên là hiện tại hôm nay thì em chỉ còn Accent màu trắng số tự động thôi. Thì anh giữ máy, em sẽ quay qua chiếc Honda Accent cho anh tham khảo. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Forerunner Winchuck bản 3.2, hai cầu số tự động máy dầu, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe này tại 8 vạn, biển 14 Quảng Ninh. Bên em đang chào bán là 720 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ cho các anh các chị này. Xe thì bảo hành cho các anh các chị đi test, đi kiểm tra thoải mái luôn. Máy zin số zin, xe không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy. Em bán xe thì cứ khuyến khích là các anh các chị cứ phải đi kiểm tra, đi test, thuê thợ hoặc mang ra hãng kiểm tra xe chuẩn, xe đẹp thì mình mới trả tiền. Bởi vì cái xe nó cũng là cái tài sản lớn ấy, nên nhiều khi bọn em bán cũng phải có cái sự ràng buộc. Nên là cũng cứ ép khách là các anh về phải đi kiểm tra 3 ngày đầu bọn em sẽ gọi điện xác nhận ấy. Rồi, anh chị đã đi kiểm tra chưa? Bởi vì lỗi bọn em hoàn tiền và chi phí bên em chịu 100% mà. Anh chị vừa hỏi em là muốn tham khảo chiếc xe Hyundai Accent màu trắng đấy ạ. Em có luôn nhá. Gầm cao 5 chỗ ok anh. Gầm cao 5 chỗ thì hôm nay chỉ còn mỗi một chiếc CX-5 và hai chiếc Hyundai Tucson. Anh giữ máy luôn giúp em. Một chiếc xe 5 chỗ sedan phân khúc xe hạng B nữa. Chiếc xe này là Hyundai Accent số tự động 2020 màu trắng 1.4. Em đang chào bán là 505 triệu. 505 triệu. Xe thì nội thất ghế da đầy đủ rồi, chạy hơn 3 vạn. Điều hòa tự động, màn hình cam lùi đầy đủ nhá. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Hyundai Accent số tự động 2020. Chiếc xe này 1.4, chạy hơn 3 vạn. Showroom em đang chào bán có giá là 505 triệu. Các bác, anh, các chị quan tâm chiếc xe này thì xin vui lòng cứ nhắn tin ở phía dưới hoặc gọi được tiếp đến số hotline 0978 607 555. Hoặc nếu có thời gian thì anh chị cứ về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Anh ơi, gầm cao à anh? Gầm cao thì hôm nay em đang có là một chiếc xe Mazda CX-5 này, một chiếc Outlander 7 chỗ này và hai chiếc Hyundai Tucson. Còn đang trên đường về thì em lại vẫn tiếp tục có Hyundai Tucson xe nhập khẩu nữa. Bởi vì dòng xe gầm cao thì chủ yếu bên em là em hay bán cái dòng Tucson rất là nhiều, đúng chân hay sao, nên là cứ về xe nào thì cũng sẽ bán rất là nhanh. Anh ơi, 400 Innova thì hiện tại em lại đang không còn chiếc xe nào. Cảm ơn anh Bách Ba, anh Quách nhá. Innova thì hôm nay hết sạch rồi anh ạ. Innova thì hiện tại ngày hôm nay em lại không còn mẫu xe nào. Các anh chị vừa hỏi em là chiếc xe Mazda CX-5 đấy ạ. Các bác nào vừa hỏi dòng xe gầm cao 5 chỗ thì chúng ta cùng tham khảo luôn giúp em hình kim này. Chiếc xe này là Mazda CX-5 bản 2.0 cuối 2016, bản có phanh điện tử rồi. Chiếc xe này biển Bắc Giang. Em đang chào bán là 658 triệu các nhà mình nhá. 658 triệu ạ. Xe thì rất là mới luôn. Đây. Tầm 500 thì có Cerato, có Vios, có Elantra. Tầm 500 thì rất là nhiều sự lựa chọn rồi anh ạ. Bởi vì cái tầm tiền 500 của anh thì nó quá nhiều sự lựa chọn rồi. Cảm ơn anh Phạm Minh nhá. Phạm Mạnh, cảm ơn anh Phạm Mạnh. Nhớ chia sẻ giúp em Hiền Kim ạ. Như chiếc xe này là Mazda CX-5 bản 2.0 Philip. Cuối 2016 thì là bản Philip, có nghĩa là đã có phanh điện tử, không phải phanh cơ.
xe chạy hơn 6 vạn, hơn 7 vạn, chiếc xe này hơn 7 vạn rồi. Có cửa sổ trời, điều hòa tự động, phanh điện tử, ghế điện, ghế nhớ, nội thất ghế da, cân bằng điện tử, công nghệ IT Stop đầy đủ hết. Chiếc Mazda CX-5 màu xanh này bên em đang chào bán tại cửa hàng là 658 triệu. Các bác canh các chị quan tâm thì chúng ta cứ đến xem hoặc là gọi điện, thì giá xe bên em vẫn có thể thương lượng được thêm một chút nữa. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi Mazda CX-5 bản 2.0, sản xuất cuối 2016, biển Bắc Giang, chạy hơn 7 vạn. Bên em đang chào bán tại showroom là 658 triệu canh các chị nhé. Phía bên này Hyundai gầm cao thì em còn một đôi đây ạ. Hyundai gầm cao thì em còn Hyundai Tucson và một đôi Hyundai Tucson, 3 chiếc, nhưng mà chiếc màu trắng thì khách nhận rồi, nên là bây giờ em chỉ còn chiếc xe màu đen. Đây ạ, chiếc Hyundai Tucson màu đen. Bản 2.0. Đây là phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có cửa sổ trời. Biển 12 Lạng Sơn. Xe chạy mới có 3 vạn thôi ạ. Em đang chào bán là 758 triệu. Mazda 3 hiện tại đang không còn chiếc xe nào bản lương gia phúc ạ. Chiếc xe này là Hyundai Tucson. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Tucson bản 2.0, sản xuất 2019. Bên em đang chào bán tại showroom là 758 triệu, còn phía bên này là bản 1.6 turbo. Em đang chào bán là 818 triệu. Đây còn rất là nhiều xe đấy ạ, tại showroom 166 đường Trường Chinh. Canh các chị các bác bớt một chút thời gian ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh để xem xe và thương lượng về giá cả. Chất lượng xe thì bên em bán ra có văn bản cam kết là xe không tai nạn, xe không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Các anh chị nếu cần hỗ trợ qua ngân hàng thì cứ liên lạc và bên em sẽ có bên các em bên ngân hàng sẽ liên kết và lập hồ sơ đầy đủ cho anh chị nhé. Buổi báo giá tổng hợp tối hôm nay thì em xin tạm dừng tại đây vì em sẽ tranh thủ check tin nhắn, nên là các anh các chị cứ nhắn tin cần tư vấn mẫu xe gì thì cứ nhắn tin bên em sẽ gửi. Cảm ơn tất cả các anh các chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong buổi báo giá tổng hợp tiếp theo.